Sau khi Bella hỏi thăm cô thì mới biết cô chính là con trai út của ông Billy. Bella liền hỏi đến hai người chị của Chaco. Bella chú ý đến mấy cô gái đang chơi ở mép sống, không biết mình có nhận ra họ không nữa. Bella liền hỏi, Các chị của em ở kia hả? cô lắc đầu, Không phải đâu, chị cô nhận được học bổng ở bang Washington rồi. Còn chị Rimenka thì lấy một tay lướt sống người Samoa, hiện giờ sống ở Hawaii đấy. Hả? Lập gia đình rồi hả? Ôi chào! Tôi sừng sốt, hai chị em sinh đôi chỉ hơn tôi có một tuổi mấy tháng thôi. Này, chị có thích chiếc xe tải ấy không? Cậu bé hỏi. Um, có chứ, chị rất yêu nó, nó chạy rất tuyệt đấy. Đúng như vậy, nhưng mà nó chạy chậm rì. Chắc cô phát ra cười. Em như trút được gánh nặng khi mà bác Charlie mua nó. Bố em đã không cho em lắp ráp một chiếc xe khác chỉ vì nhà đã có cái xe tốt là là nó đấy. Ừ, chị thấy cái xe đâu có đến nỗi chậm như em nói đâu. Tôi phản đối. Chị đã thử tăng tốc trên 60 dặm một giờ chưa? Chưa, tôi thú nhận. Tốt, thế thì đừng thử nha. Chắc cô lại nhuyễn cười. Tôi thì không thể cười nổi rồi nhưng mà khi da chạm thì nó chẳng bị sao cả. Tôi cố ra sức bảo vệ cái xe tội nghiệp của mình. Em cũng không tin là xe tăng có thể hạ được con quái vật già nua ấy đấy. Chắc cô đồng ý với một tràng tiếng cười khác. Thế em biết lắp ráp xe hơi hả? Tôi hỏi và cảm thấy có ấn tượng về cậu bé. Chỉ khi nào em rảnh và có đồ nghề. Ừ, em mà không kể Chắc chị cũng không biết là chính em đã mó tay vô cái xi lanh chính để cho ra một chiếc Volkswagen Rabbit đời 1986 đâu nhờ. Chắc cô nói thêm vào một cách tinh nghịch. Cậu bé có một giọng nói khàn khàn nhưng mà vô cùng gần gũi. Tiếc quá nhờ. Tôi cũng bật cười thành tiếng. Chị chưa được thấy lần nào, nhưng rồi chị sẽ đặc biệt chú ý tới em. Tôi nói cứ như thể tôi đã biết chắc cô làm thế nào rồi. Cậu bé cũng dễ bắt chuyện. Chắc cô nở một nụ cười thật tươi, nhìn tôi một cách tán thưởng theo kiểu thầy dành cho trò. Và không chỉ có mình tôi nhận ra điều đó. Em mà cũng biết đến la hở chắc cô? Lauren hỏi giọng sang. Nếu tôi không nghe lầm, thì đó là một giọng nói rất sắc. Bọn em biết nhau từ khi em mới lọt lòng mà. Cậu bé bật cười, mỉm cười với tôi lần nữa. Hay nha. Cô ta đáp nhưng mà giọng điệu xem ra chẳng giống như cô ta muốn. Đôi mắt trắng giả, ám muội của Lauren bắt đầu xa sầm xuống. Bella! Cô ta gọi một lần nữa, rồi ngó lôm lôm vào mặt tôi. Tôi vừa mới nói với Taylor rằng, thật là uổng khi nhà của Cullen chẳng có ai đến đây. Sao không ai nghĩ đến việc mời họ vậy? Cách biểu lộ cảm xúc của Lauren cứ y như là cô ta nói thật lòng vậy. Cô muốn nói tới gia đình của nhà bác sĩ Khalid Cullen à? Chàng trai dông giọng cao, lớn tuổi nhất trong nhóm khách, lên tiếng hỏi lại trước khi tôi kịp trả lời. Và đã làm cho Lauren phát cáo thấy rõ. Anh ta thật sự trông như một người đàn ông hơn là một thiếu niên, giọng nói rất trầm. Dân, vâng, anh cũng biết họ ư? Lauren có vẻ nhúng mình xuống, mặt hơi quay sang phía người vừa hỏi. Nhà cô không đến đây đâu. Anh ta trả lời để chấm dứt đề tài và để khỏa lắp đi câu hỏi của Lauren. Tyler như muốn giành lại sự chú ý của Lauren, rồi hỏi ý kiến của cô ta về cái đĩa CD mà anh chàng đang cầm trên tay. Thế là chỉ trong chốc lát, Lauren quên hết mọi sự. Tôi như dán mắt vào anh chàng có giọng nói trầm trầm ấy. Cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà anh ta đã quay mặt sang hướng khác, mắt nhìn chăm chú vào khu rừng u ám phía sau lưng tôi. Anh ta chỉ nói một câu đơn giản rằng gia đình nhà Gulen không đến đây nhưng giọng nói trầm trầm kia rõ là có ẩn ý gì đó, như là họ không được phép đến, như là họ bị cấm đoán. Thái độ của anh ta khiến cho tôi nôn nao trong lòng, tôi muốn lơ đi nhưng không xong. Chắc cô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị, thế phò đã khiến cho chị phát điên lên chưa? Ôi, chị chỉ có thể bảo rằng nói như thế hãy còn là nhẹ đấy. Tôi nhăn nhỏ và chắc cô mỉm cười như đã hiểu. Đầu óc của tôi vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ về gia đình của cô Len. Và bất chợt, tôi nảy ra một ý tưởng. Đó là một kế hoạch dở hơi. Nhưng mà hiện giờ tôi chẳng nghĩ ra được điều gì hay hơn. Hy vọng là bé Chaco chưa có kinh nghiệm theo đuôi các bạn gái để khỏi phải nhận ra cái cố gắng đáng thương của tôi trong việc dụ dỗ con nít. Em có muốn đi dạo trên bãi với chị không nè? Tôi hỏi, đầu hơi cúi xuống nhưng mà mắt thì nhướng lên, theo kiểu Edward vẫn hay làm với tôi. Chắc chẳng có tác dụng gì, tôi tự nhủ. Nhưng thật bất ngờ, bởi ngay lúc đó, chắc cô đã nhảy cẩn lên đầy vui sướng. Chúng tôi đi về phía bắc, ngang qua bãi đá nhiều màu sắc, hướng đến cái đập ngăn nước biển. Là tôi nói cho quay thế thôi, chứ thực chất đó là một chỗ có mấy cái thân cây nằm rải rác. Trên trời cao, cuối cùng mây đã dàn thành hàng hàng lớp lớp, Mặt biển trở nên đen kịt, bầu không khí xung quanh đang hạ xuống nhanh chóng. Tôi cuộn sâu hai bàn tay mình vào túi ấm. "Vậy là em thế nào, 16 tuổi hả?" Tôi lên tiếng hỏi, cố gắng tỏ ra ngây thơ khi nheo nheo lúng liếng đôi mắt giống mấy cô gái tôi đã thấy trên tivi. "Em chỉ mới bước sang tuổi 15 thôi." Chắc cô nhẹ nhàng chỉnh lại. "Có vẻ như cậu bé lấy làm tự hào lắm vậy." "Thế à?" Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. Chỉ còn tưởng là em lớn hơn 16 tuổi chứ. Em khá cao so với cái tuổi của mình. Chắc cô giải thích. Em có hay đến pho không? Tôi hỏi một cách tình quái. Như thể tôi đang hy vọng cậu bé trả lời là có. Hình như tôi đang tự đào mồ chung mình thì phải. Tôi đang lo chắc cô sẽ nhìn tôi kinh ghét rồi kết tội tôi là dụ dỗ con nít. Và thế là hết. Nhưng không, vẫn là cái thái độ hãnh diện như hồi nãy, cho cô trả lời. Không nhiều lắm. Cậu bé thoáng cao mày. Nhưng khi làm xong cái xe hơi, em có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà mình muốn, sau khi có bằng lái. Chắc cô nói thêm. Ừ. À, cái anh hồi nãy trả lời Lauren là ai vậy em? Trong anh ấy lớn hơn tụi mình, nên sẽ hơi khó hòa đồng đấy. Một cách có chủ đích hẳn hoi, Tôi cố xếp loại mình về phe của những người trẻ người non dạ, làm ra vẻ như tôi thích chắc cô hơn anh ta. Ừm, uhm, đó là Sam, anh ấy 19 tuổi. Cậu bé cho tôi biết. Không hiểu anh ấy nói gì về gia đình của bác sĩ gì gì ấy. Tôi tiếp tục làm ra bộ ngây thơ hỏi. À, nhà Cullen ấy hả? Ôi, họ không được phép đặt chân vào vùng đất của người da đỏ bọn em đâu. Nói đến đây, cậu bé bỗng quay mặt đi, mắt dõi về phía đảo Sam. Vậy là điều tôi suy ra từ những gì mà Sam nói đã được chắc cô xác nhận. Ủa, sao vậy em? Chắc cô liếc nhanh sang tôi, đột nhiên cậu bé bậm môi lại. Chết rồi, em không được phép kể điều đó với bất kỳ ai. Ồ, chị sẽ không nói lại dai đâu, chị chỉ tò mò thôi. Tôi cố nở một nụ cười quyến rũ nhất từ trước đến giờ, chẳng biết đây có phải là tuyệt chiêu cuối cùng không nữa. Chắc cô cũng mỉm cười, hình như đã bị ngắm đòn thì phải. Cậu bé nhướng một bên mày lên, giọng nói khàn hơn trước. Chị có thích truyện kinh dị không? Chắc cô hỏi tôi. Tuần như cậu bé sắp kể ra một câu chuyện chẳng tốt lành. Chị thích lắm. Tôi hùa theo kể kích thích thêm sự hào hứng cho cậu bé. Chắc cô chậm rãi, rảo bước đến gần một thân cây to có bộ rễ bị bứng lên khỏi mặt đất, tựa hồ như những cái chân mỏng manh của một con nhện trắng khổng lồ. Cậu bé ngồi hờ lên một trong những cái rễ cong queo, còn tôi thì ngồi lên thân cây bên dưới cậu bé. Chaco đưa mắt nhìn xuống những tảng đá, một nụ cười thoáng hiện ra chớp nhoáng trên đôi môi đầy đặn. Rõ ràng là cậu bé đang cố gắng một cách khó nhọc. Tôi cũng cố gắng, nhưng là cố gắng thể hiện mối quan tâm một cách vừa phải qua ánh mắt chị có biết mấy truyền thuyết xa xưa của tụi em không về nơi tụi em từng ở rồi từ đó ra đi em muốn nói đến những kirite ấy ừ uhm, chị không biết nhiều lắm tôi thành thật nhìn nhận có rất nhiều truyền thuyết một số kể về trận đại hồng thủy lúc ấy người kirite của bọn em đã buộc xuồng của mình lên một ngọn cây cao nhất mọc trên đỉnh núi để mà sống sót giống ông noe và chiếc xuồng của mình đấy chắc cô dừng lại một chút và mỉm cười cậu bé ra dáng đầy tự hào khi kể cho tôi nghe về truyền thuyết của tổ tiên mình rồi một truyền thuyết khác lại kể rằng bộ tộc của em vốn bắt nguồn từ loài sói và tới giờ sói vẫn là anh em của bọn em bộ tộc đã ra luật là cấm giết sói đấy và rồi lại có những chuyện khác kể về bọn người máu lạnh kể đến đây giọng nói của chắc cô bỗng trầm hẳn xuống bọn người máu lạnh á. Tôi trố mắt ra, giờ thì không thể giấu được cảm xúc của mình nữa rồi. Dạ, chuyện về bọn người máu lạnh cũng lâu đời như truyền thuyết về sói vậy. Nhưng mấy câu chuyện đó đã bị thất truyền nhiều rồi. Theo lời của người lớn kể thì ông cố của em biết vài người trong số chúng. Chính ông đã thỏa thuận với chúng để buộc chúng không được đặt chân vào vùng đất của bọn em nữa. Chắc cô bỗng mở to mắt ông cố của em à tôi cố gợi chuyện để cho cậu bé kể tiếp ông cố của em là tù trưởng giống như bố em vậy chị biết không bọn người máu lạnh là kẻ thù truyền kiếp của sói ừ cũng không hẳn là sói vì sói đã biến thành người giống như tổ tiên của em chỉ có thể gọi họ là người sói vậy là người sói có nhiều kẻ thù lắm à chỉ có một kẻ thù duy nhất thôi Tôi nhìn cô một cách nghiêm nghị, cố làm ra vẻ tháng phục tài kể chuyện của cậu bé. Hồng che giấu thái độ nôn nóng. Vậy nên, cô kể tiếp, bọn người máu lạnh là kẻ thù muôn thuở của bọn em. Nhưng đến thời của ông cố thì điều này lại khác. Bọn chúng không còn đi săn theo bản tính nữa. Nói chung, bộ tộc của em tin rằng chúng đã không còn nguy hiểm. Vì lẽ đó, ông cố mới thỏa thuận với chúng. Nếu chúng không đặt chân vào lãnh địa của bọn em, thì bọn em sẽ không giao chúng cho người mặt trắng. Nói rồi chắc cô nháy mắt với tôi. Nếu họ không còn nguy hiểm nữa thì tại sao chứ? Thật lòng tôi rất muốn hiểu đến nơi đến chốn, nhưng mà vẫn cố để lộ ra cho chắc cô thấy rằng tôi đang quan tâm tột độ đến điều này. Vì nếu con người cứ quẩn quanh bên bọn người máu lạnh đó, thì thế nào cũng gặp rủi ro, thậm chí ngay cả khi chúng đã được giáo hóa để sống hòa đồng trong đời sống thị tộc. Chị không có biết đâu. Để tồn tại, chúng có thể trở nên cực kỳ hung bạo đấy. Chắc cô găng từng tiếng như đã cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi nói ra. Em, em nói giáo quá có nghĩa là sao chứ? Nghĩa là chúng không được phép săn người và vì vậy chúng sẽ phải săn thú. Tôi cố hỏi với giọng dững dừng. Vậy với nhà Cullen là sao? Họ cũng giống như những người máu lạnh mà ông cố em gặp hả? Không. Chắc cô dừng lại một cách đột ngột. Chúng chính là người máu lạnh. Tuần Như đã đọc được nỗi sợ hãi hiện lên trên mắt của tôi, chắc cô mỉm cười hài lòng và tiếp tục kể. Giờ thì chúng đã có nhiều đồng bọn hơn, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng mà máu lạnh vẫn cứ là máu lạnh. Thời ông cố của em, kẻ cầm đầu có tên là Kalis. Hắn sống ở đây và đã bỏ đi trước khi người của chị đến. Chắc cô cố giữ cho sắc mặt thật nghiêm nghị, nhưng không khó khăn gì để thấy là cậu bé đang rất muốn mỉm cười. Nhưng rốt cuộc họ là ai? Không dặn được, tôi lại hỏi. Người máu lạnh thực chất là cái gì? Chắc cô thoáng mỉm cười đáp. Là những kẻ chuyên đi uống máu. Cậu bé lặp lại bằng một giọng nói lạnh như băng. Người của chị vẫn gọi là ma cà rồng đấy tôi thẫn thờ dọi mắt theo những con sóng sau câu trả lời của chắc cô tôi không biết mặt mình hiện đang ra sao nữa kìa chị đã nổi da gà rồi kìa cậu bé mỉm cười một cách đắc ý em kể chuyện hay quá tôi khen ngợi chắc cô mắt vẫn không rời những ngọn sóng uhm, sợ thật đấy phải không chị thế nên bố em không muốn bọn em kể điều đó với bất cứ ai cả tôi vẫn chưa kiềm chế được cơn chấn động về cảm xúc của mình. Em đừng lo, chị sẽ không để lộ chuyện này đâu. Hình như em đã làm trái với giao ước rồi. Chắc cô bật cười. Chị sẽ mang theo bí mật này xuống mồ mà. Tôi hứa với cậu bé và thoáng rùng mình. Em nói nghiêm túc đấy. Chị đừng để cho bác Sarkly biết. Bác ấy hẳn là sẽ nổ khí xung thiên với bố em khi biết là từ ngày bác sĩ Cullen đến làm việc ở bệnh viện bọn em tuyệt đối không còn đến bệnh viện nữa ừ chị không kể đâu dĩ nhiên rồi vậy chị có nghĩ là chúng em là những người da đỏ cổ hủ mê tín hay là gì gì ấy hả nãy giờ tôi vẫn nhìn về phía đại dương xa xăm có lẽ vì thế mà chắc cô cố hỏi bằng một cái giọng bông đùa nhưng rõ ràng tôi nhận ra có nỗi lo lắng ẩn chứa trong giọng nói của cậu bé Tôi quay lại và mỉm cười với cậu bé một cách bình thản. Không, chị chỉ thấy em kể những chuyện kinh dị rất hay. Thế thôi, chị vẫn còn nổi da gà đây này, thấy không? Nói rồi tôi đưa tay ra cho chắc cô kiểm tra. Tuyệt, cậu bé mỉm cười. Chợt trên bãi đá, vang lên tiếng chân bước lợp cợp. Có người đang đến gần. Ngay tức khắc, tôi và chắc cô cùng ngước mặt lên. Thì ra là Mai và Jessica đang ở cách chúng tôi khoảng 45 mét. Cả hai đang tiến gần lại phía chúng tôi. Cậu kia rồi, Ben La. Mai gọi tên tôi, giãy tay lia lịa như thể thấy được tôi là anh chàng cảm thấy nhẹ nhõm lắm vậy. Ủa, bạn trai của chị hả? Chắc cô hỏi. Chắc cậu bé đã nhận ra được một chút ý đồ nhan nhóm trong giọng nói của Mai. Và tôi cũng ngạc nhiên không kém gì chắc cô. Không, hoàn toàn không phải. Tôi thì thào hiện giờ tôi đang rất biết ơn chắc cô đã kể cho tôi nghe một bí mật của cậu thế nên tôi phải làm cho cậu bé vui vẻ là điều đương nhiên tôi chậm rãi quay sang chắc cô nháy mắt cậu bé da đỏ dễ mến mỉm cười thích thú trước thái độ thân thiện của tôi vậy khi em có bằng lái chắc cô lắp bắp thì hãy đến pho thăm chị chị em mình sẽ tha hồ lang thang đây đó tôi hoàn tất câu nói và cảm thấy mình có phần an ác khi nói như vậy trong thâm tâm tôi tự biết mình là người đã lợi dụng cậu bé dù thật lòng tôi rất thích chắc cô cậu bé là người dễ thân thiện tôi có thể kết làm bạn lúc này mai đang ở bên cạnh chúng tôi jessica thì chỉ cách đó vài bước ở phía sau ánh mắt của mai chiếu thẳng vào chắc cô dò xét đánh giá và rồi đôi mắt ấy lộ rõ vẻ yên tâm khi nhận ra chắc cô vẫn chỉ là một chú nhóc. Cậu đã ở đâu vậy? Mai cất tiếng hỏi, dù rằng câu trả lời đang sợ sờ ngay trước mắt của anh ta. Chắc cô vừa kể cho mình nghe mấy câu chuyện địa phương mà. Tôi giải thích. Hay lắm cậu à. Giải thích xong, tôi mỉm cười với chắc cô. Cậu bé nhìn tôi, mắt long lanh, mỉm cười lại một cách mãn nguyện. Ừm, uhm mai dừng lại một lát để đánh giá lên mức độ thân thiết của chúng tôi chúng ta sẽ phải dừng buổi đi chơi lại thôi có vẻ như sắp mưa rồi giống như đã được tập dượt từ trước tất cả chúng tôi đều đồng loạt ngước mặt nhìn lên bầu trời u ám hình như sắp mưa thật ừ tôi bật dậy mình đi thôi gặp lại chị em vui lắm chắc cô lên tiếng và tôi có thể khẳng định rằng cậu bé đã khiến cho mai bực bội đôi chút chị cũng thế. Lần sau bố chị có xuống thăm bác Billy, chị cũng sẽ xin đi ké. Tôi hứa một cách chắc nịch. Nụ cười của chắc cô trở nên rạng rỡ hơn lúc nào hết. Thế thì còn gì bằng? Dạ, cảm ơn em. Tôi nói một cách chân thành. Tôi vội kéo mũ trùm lên, cùng với cả nhóm bước một cách miễn cưỡng vượt qua những tảng đá mà tiến về phía bãi đầu xe. Dài giọt mưa đã bắt đầu rơi dấu vết mưa rơi xuống mặt đá trở nên đen kịch như những giọt mực. Chúng tôi khẩn trương chui vào chiếc Sububan, trong khi những người khác thì gấp gáp, tay ấn tay nhét đủ thứ đồ đạc lĩnh kỉnh lên xe. Tôi cố len người xuống hàng ghế phía sau để ngồi bên cạnh Angela và Tyler. Với lời giải thích qua loa rằng cần phải giữ súng ngắn ở nơi an toàn nhất. Angela chẳng phản đối gì. Cô bạn đang mãi nhìn ra ngoài cửa sổ theo dõi tình hình cơn bão sắp kéo đến. Lauren thì đứng ngồi không yên ở chỗ ngồi giữa để gợi sự chú ý của Tyler. Thế là yên tâm rồi. Tôi ngã đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Cơn ác mộng Tôi báo với bố mình rằng có rất nhiều bài tập cần phải làm và rằng tôi không muốn bỏ vào bụng bất cứ thứ gì vào lúc này cả. Tất nhiên là bố đồng ý cái rụp. Trận đấu bóng rổ kia đang chiếm hết tất cả tâm hồn của bố chẳng hiểu nó có gì đặc biệt mà bố thích thú đến thế, bố mê mẩn đến độ chẳng nhận ra vẻ mặt hay giọng nói bất thường của tôi. Mỗi khi đặt chân vô phòng là tôi khóa ngay cửa lại, bước đến chỗ bàn học tôi lục tung nó lên cho đến khi tìm ra một cái tai nghe cũ kỹ và gắn nó vào chiếc máy nghe đĩa cá nhân. Tôi chọn lấy một đĩa nhạc do Dượng phiên tặng hồi Giáng Sinh. Đây là một trong những băng nhạc mà Dượng yêu thích. Tuy nhiên, họ chơi nhạc trầm và hò hét dữ quá, nên không hợp gu với tôi. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn quyết định bỏ nó vào máy nghe đĩa rồi nằm xoài ra giường. Tôi đeo tai nghe vào, nhấn nút play rồi chỉnh âm thanh đến mức làm cho hai tay muốn nổ tung lên. Tôi nhắm mắt lại. Ôi, sao vẫn cảm nhận được ánh sáng khó chịu? Tôi quơ tay với lấy cái gối, úp lên mặt. Thế là xong hết sức tập trung tất cả mọi giác quan vào các bài hát tôi cố hiểu mấy ca từ và lọc bỏ tiếng trống đệm thùng thùng thình thình in ỏi kia cuối cùng sau ba lần nghe đi nghe lại đĩa nhạc tôi mới nhận ra được hết tất cả các từ cũng như phần hợp xướng và tôi không khỏi ngạc nhiên khi phát giác ra rằng tôi đã thật sự thích bằng nhạc ấy là khi tập trung vào lời ca và bỏ ngoài tai phần kèn trống rinh ta nhức óc vậy là tôi phải cảm ơn dựng phim một lần nữa rồi và tôi đã thành công. Tiếng nhạc sập sinh đã làm đầu óc của tôi không thể suy nghĩ dẫn dơ được nữa. Đó cũng chính là mục đích của tôi. Tôi nghe tới, nghe lui mãi cái đĩa CD. Mỗi khi nghe xong một lượt, tôi bật lại từ đầu. Vừa nghe, vừa lẩm nhẩm hát theo đến thuộc. Cứ thế, cứ thế, tôi mê mẩn chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Mở choàng đôi mắt, tôi nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc. Một phần ý thức của tôi đấy nó đã len lỏi vào được trong giấc mơ của tôi. Nơi ấy, khu rừng vẫn hiện ra mờ mờ trong thứ ánh sáng màu xanh lục. Vẫn là tiếng sống rì rào vỗ vào bờ đá đâu đó không xa. Tôi hiểu, nếu mình tìm được đường ra tới biển, chắc chắn sẽ thấy được mặt trời. Tôi cố đi theo tiếng sóng, nhưng rồi nhận ra Chaco Black đang đứng sừng sững trước mặt. Cậu bé giật tay tôi, kéo tôi trở lại khoảng rừng tối tăm nhất. Chaco, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi như hét lên. Gương mặt của cậu bé rõ ràng là đang sợ tột cùng. Cậu bé dùng hết sức để kéo tôi đi, kéo cả sức chống cự của tôi nữa. Tôi không muốn dấn bước vào nơi tăm tối. Chạy đi, béo ra, chị phải chạy đi. Chắc cô thì thào tiếng được tiếng mất, nỗi sợ hãi như đã thích chặt cuốn họng của cậu bé. Lối này, béo lối này đây. Tôi nhận ra giọng nói của Mai văng vẳng đâu đó trong khoảng rừng u ám, âm um tùm nhất. Chỉ nghe được tiếng thôi mà không thấy người đâu cả. Sao vậy? Tôi hỏi lại, cố dặn mình ra khỏi cánh tay níu kéo của Chaco, Hồng chạy đi tìm ánh sáng ấm áp của mặt trời. Bất chợt, Chaco buông tay tôi ra, cậu bé tru lên những tiếng kêu quang dại, rồi toàn thân bắt đầu run rẩy, càng lúc càng nhanh, càng dữ dội đến độ. Cậu bé ngã lăn ra đất, tay chân thoát một cái co rút lại. Tôi chứng kiến cảnh đó mà mặt trắng bệch không còn một hột máu. Tôi quá khiếp đảm. Chắc cô! Tôi thét lên, nhưng chắc cô đã biến mất. Thay vào chỗ của cậu là một con sói lớn có đôi mắt đen và một bộ lông màu nâu đỏ. Con sói nhìn trừng trừng về phía xa. Phía có bãi biển, phần lông trên vai và lưng của nó bắt đầu dựng đứng. Hai hàm nanh nhọn đang nhe ra cùng với những tiếng kêu gầm gừ đầy đe dọa. Bèo la, chạy đi. Mai hét phía sau lưng của tôi, nhưng tôi chẳng buồn quay lại. Đôi mắt tôi như bị thôi miên bởi một quần sáng đang từ bãi biển tiến về phía mình. Và rồi, giữa những tầng cây, Edward bước ra, làm da của hắn ta hơi phát sáng, đôi mắt đen kịch, nham hiểm, như chứa đựng hết thảy mọi điều xấu xa. Edward đưa tay lên ra hiệu cho tôi đến gần. Con sói bắt đầu gầm ghè dưới chân tôi. Tôi tiến lên một bước về phía Edward. Hắn ta khẽ mỉm cười. Tôi thấy lấp loáng những cái răng sắc lẻm nhọn quắc. Hãy tin anh. Edward lên tiếng. Tôi tiến thêm một bước nữa. Con sói bất ngờ phóng tới. Cả thân người của nó lao vào khoảng cách giữa tôi và gã ma cà rồng. Những cái răng nanh cắn phập vào cổ. Không! Tôi thét lên và ngồi bật dậy ở giữa giường. Động tác bất ngờ của tôi khiến cái tai nghe bị kéo mạnh, lôi theo cả chiếc máy nghe đĩa cá nhân ra khỏi cái bàn bên cạnh. Nó rơi đánh cạch một tiếng xuống sàn gỗ. Đèn phòng tôi vẫn sáng. Trên người tôi vẫn còn nguyên bộ quần áo đã mặc lúc ban tối. Vẫn còn nguyên cả giày lẫn dớ. Và tôi đang ngồi chém chệ trên giường. Tôi nhìn khắp lực gian phòng, thẫn thờ, rồi đưa mắt dò tìm chiếc đồng hồ đặt trên nóc tủ đầu giường. Đã 5 giờ 30 phút sáng rồi ư. Tôi rên lên rồi lại nằm phịch xuống giường, lăn nửa vòng để úp mặt xuống gối cho thuận đà đá phăng đôi giày ống ra khỏi chân. Trong lòng tràn đầy nỗi bực bội nên tôi không muốn rời cái giường lấy nửa bước. Tôi lại lăn người trở lại để mở khuy chiếc quần jean xong. Tôi lấy đà xoay ngang ném nó đi. Hình như sau đầu tôi vẫn còn sợi dây tết dướng víu một cách khó chịu. Tôi lại trở người nằm nghiêng, gỡ cái giải băng cao su đó ra, nhanh chóng sửa tóc lại cho gọn gàng rồi tết nó lại. Đầu vào đó, tôi kéo chiếc gối lên che lấy mặt. Dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì. Tiềm thức của tôi lại kéo những hình ảnh quái gở kia trở về, dù tôi đã cố gắng xua đuổi chúng. Được rồi, mình sẽ phải đối mặt thôi. Tôi nhủ thầm trong bụng như vậy. Nghĩ rồi tôi ngồi dậy, đầu óc say sẩm lấy cà phúc khi máu bắt đầu lưu thông đi xuống. Ừm, điều trước tiên cần làm là mình phải tự khiến mình vui vẻ thoải mái cái đã tôi quờ tay chụp lấy cái túi đựng đồ dùng cá nhân lối đến phòng tắm tự dưng trở nên kéo dài ra ngoài việc sấy tóc cho khô tôi còn phải thực hiện hàng khối việc khác nữa sau khi đã làm xong tất tần tật mọi việc tôi quấn vội tấm khăn bông lạch bạch trở về phòng chẳng biết bố có còn đang ngủ hay không hay đã ra khỏi nhà rồi cũng nên tôi hé mắt ra ngoài cửa sổ không còn thấy chiếc xe tuần tra đâu nữa bố lại đi đánh bắt rồi tôi chậm rãi mặc bộ quần áo yêu thích may bằng vải bông rồi sắp xếp lại chăn gối một trong những việc trước đây tôi chẳng bao giờ mó tay vào Ừm uhm, giờ thì đã thật sự hết cách làm cho đầu óc tươi tỉnh được rồi tôi tiến đến bên bàn mở chiếc máy vi tính cũ mềm lên tôi ghét phải sử dụng internet ở đây lắm bộ biến hoàng của tôi đã lỗi thời lắm rồi và hàng miễn phí dành cho tôi đấy nội có cái gì kết nối thôi mà cũng đã chậm như rùa rồi trong lúc phải chờ đợi khiến phát bực lên như thế này tôi quyết định bỏ đi làm một tô ngủ cốc cho hạ quả không nén được tiếng thở dài bella quay lại chiếc máy vi tính như thường lệ trên màn hình của chiếc máy hiện lên đầy trang quảng cáo bella ngồi ngay xuống chiếc ghế nệm cứng ngắc và bắt đầu đóng những trang quảng cáo lại cuối cùng bella mở bộ máy tìm kiếm quen thuộc của mình lên tắt thêm vài cửa sổ không liên quan khác, rồi gõ vào đó ba từ duy nhất. Ma cà rồng. Lại mất thêm một khoảng thời gian chờ đợi nữa, muốn phát điên lên được. Và kết quả hiện lên là một mớ dữ kiện dài ngoằng như cái sớ táo quân chứa đựng tất cả những gì mà liên quan đến ma cà rồng. Từ phim ảnh, các chương trình TV cho đến các trò chơi sắm dai này nọ. Những đường ray bí mật trong lòng đất và cả những công ty mỹ phẩm nữa tôi tìm đến một trang xem ra có triển vọng nhất ma cà rồng từ a đến z rồi vừa nhấp nhỏm chờ đợi nó hiện lên bằng hết nội dung vừa nhanh tay tắt từng trang quảng cáo liên tục hiện ra trên màn hình cuối cùng thì màn hình cũng sạch trơn chỉ còn lại cái phong nền màu trắng trên đó hiện lên những dòng chữ màu đen trông có vẻ chững chạc trang chủ chào đón tôi bằng hai đoạn trích như thế này trong thế giới của bóng đêm rộng lớn nơi chỉ tồn tại những linh hồn dứt dưỡng và lũ ma quỷ xấu xa. Không có một nhân vật nào đáng sợ, không có một nhân vật nào khủng khiếp khiến cho người ta kinh tởm, nhưng lại mang một ma lực quyến rũ như ma cà rồng. Một kẻ không đứng vào hàng ngũ của linh hồn hay quỷ dữ, nhưng lại sống nhờ bóng đêm và mang đặc tính của hai loài này. Đó là vừa quyền bí vừa khủng khiếp. Cha Montague Summer trên đời này nếu có một nhân vật nào đó khiến cho người ta lao tâm khổ tứ tìm hiểu nhiều nhất để chứng nhận là có tồn tại thì đó chính là ma cà rồng không thiếu một thứ gì cả từ các bản báo cáo thống kê cho đến các bản khai có tuyên thệ của những người nổi tiếng của các bác sĩ linh mục quan tòa cả những bằng chứng có giá trị pháp lý nữa nhưng rồi mấy ai tin là có ma cà rồng phần còn lại của trang là danh sách được sắp xếp theo thứ tự bằng chữ cái của tất cả các truyền kể khác nhau về ma cà rồng được tập hợp lại từ khắp nơi trên thế giới tôi bấm chọn truyện đầu tiên truyện dana một ma cà rồng philippines người chuyên trồng phái sọ trên các đảo từ nhiều đời trước chuyện kể là dana đã làm việc chung với mọi người nhiều năm nhưng sự cộng tác đó đột ngột kết thúc khi một ngày nọ có một người phụ nữ cắt phải tay và Dana đã múc lấy vết thương đó. Càng múc, càng cảm thấy ngon miệng. Dana đã múc lấy múc để cho đến khi người phụ nữ ấy chỉ còn là một cái xác tái nhợt mới chịu buông. Tôi cẩn thận đọc những đoạn miêu tả, cố tìm kiếm các tình tiết có thể chấp nhận được và bỏ qua những chi tiết quan đường. Xem ra hầu hết các truyện kể về ma cà rồng đều xoay quanh những ác quỷ quá thân là những phụ nữ xinh đẹp và nạn nhân của chúng là các trẻ em tôi có cảm giác như mình đang đọc những lời lý giải vì sao tỷ lệ tử vong ở trẻ em lại cao. Hoặc giả dạ như tôi đang đọc những lời bào chữa cho thói lăng nhăng của đàn ông vậy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có nhiều chuyện kể về những quan hồn không thể siêu thoát để cảnh báo về việc chôn cất không đúng phong thủy. Nhìn chung, chẳng có nhiều chuyện chứa được nội dung tương tự như những bộ phim tôi đã xem. Sau khi đào mắt hết một lượt từ A đến Z, các truyện kể về ma cà rồng tôi đặc biệt chú ý đến ba chuyện. Thứ nhất là Varakulasi, người thành Rome, một gã đàn ông da trắng điển trai, bất tử và là người có vị trí cao trong xã hội. Thứ hai là Nelapsi, người Slovak, một kẻ tàn bạo và cực kỳ nhanh nhẹn. Vào thời khắc nửa đêm, chỉ trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ thôi là hắn có thể thảm sát cả một làng. Và thứ ba là chuyện về một nhân vật khác, một kẻ có biệt danh là Trigoni, benefici. Với thiên truyện cuối cùng này, tôi chỉ đọc thấy có một câu dẫn tắt. Triguni Benefici rồng người Ý được xem là người tốt, là kẻ thù không đội trời chung của Macarồng xấu. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Đây đúng là một huyền thoại quá ngắn ngủi, giữa hàng trăm câu chuyện đòi hỏi phải có nhiều Macarồng tốt. Vậy là theo như trang tin thì rồng chỉ có vài đặc điểm trùng hợp với chuyện của Chacco hay trùng hợp với sự quan sát của tôi mà thôi khi đọc cẩn thận từng quyền thoại một tôi đều có ý thức so sánh kỹ càng nên đã lọc ra được một số chi tiết đáng chú ý như sau tốc độ khỏe đẹp da trắng mắt hay đổi màu còn theo chắc cô thì ma cà rồng là một kẻ chuyên uống máu là kẻ thù của người sói có làn da rất lạnh và bất tử chỉ có một số ít truyện là đề cập đến những chi tiết này mà thôi bất chợt trong đầu của tôi lại nảy ra một vấn đề khác. Tôi bỗng nhớ ra một đặc điểm thường được khắc họa trong những bộ phim mà tôi đã từng xem và đã được các quyền thoại nói tới. Ma cà rồng không thể ra ngoài vào ban ngày vì mặt trời sẽ thiêu đốt họ thành tro. Suốt ngày ma cà rồng chỉ ngủ trong quan tài, đến đêm mới mò ra ngoài để kiếm ăn. Trong lòng của tôi đầy ấp nỗi bực bội. Tôi đưa tay tắt ngang công tắc nguồn chứ không chịu đóng từng thứ theo quy trình hợp lệ. Nỗi tức giận đã ác hẳn sự lúng túng, ngượng nghịu bấy lâu nay của tôi, và tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Toàn bộ chuyện này thật là ngớ ngẩn hết sức. Tôi ngồi thừ ra trong phòng và tìm hiểu về ma cà rồng. Mình bị làm sao vậy kìa? Và sau một hồi suy đi tính lại, tôi tự thấy rằng tôi chẳng bị làm sao cả. Mọi vấn đề đều nằm ở cái ngưỡng cửa bước vào thị trấn Phò cùng với toàn bộ cái bán đảo Olympic kỳ quái này. Tôi cần phải ra khỏi nhà, không thì điên lên mất. Dù thật ra tôi chẳng muốn đi đâu mà không phải lái xe suốt 3 ngày đường cả. Mặc kệ, tôi xỏ chân vào đôi giày ống với cái đầu trống rỗng, tôi cứ thế mà bước xuống cầu thang. Cô cần kiểm tra thời tiết không nhỉ? Tôi nhúng vai một cách bất cần đời trong chiếc áo mưa rồi nặng nề bước ra khỏi cửa. Bầu trời thật là u ám nhưng vẫn chưa mưa. Tôi quyết định không đụng đến xe tải mà đi bộ về phía đông, rẽ ngoặt ra khỏi khoảng sân trước nhà, hướng thẳng vào khu rừng quanh năm rầm rạp. Cũng chẳng phải đi xa lắm để mà khuất tầm mắt khỏi căn nhà và con đường quốc lộ. Giờ đây của anh tôi chỉ còn mỗi tiếng thở dài lóc bốc não nề của đất nhão khi bị tôi dẫm lên hòa lẫn với tiếng kêu rít rít của lũ chim vẽ cùi tôi cứ bước theo con đường mòn nhỏ hẹp chạy xuyên qua cánh rừng không dám tự ý rẽ ngang rẽ dọc vì tự biết như thế sẽ bị lạc như chơi xưa nay việc định hướng đường xá của tôi chẳng có chút tiến bộ nào hay nói chính xác hơn là càng lúc càng tệ nếu không có sự chỉ dẫn rõ ràng cụ thể thì thế nào số phận của tôi cũng sẽ như con kiến leo phải cành đa mà lại trúng ngay vào cành đa cục con đường mòn ngoằn ngoèo càng lúc càng dẫn sâu vào trong rừng và chủ yếu là dẫn tới phía đông nó uốn lượn quanh những cây vân sam cây độc cần cây thủy tùng và cây thích đấy chỉ là sự ngờ ngợ đoán chừng vậy thôi chứ chẳng phải tôi biết rành rẽ gì những cái tên thảo mộc ấy tất cả chẳng qua là nhờ cô bố đã từng chỉ cho khi hai bố con di vút trên chiếc xe tuần tra vào những ngày đầu tiên tôi còn chân ướt chân ráo đến thăm bố. Lúc ấy có nhiều cây tôi không biết tên, cũng có những cái cây tôi không biết chắc chúng tên gì, vì trên thân của chúng phủ đầy loài tầm gửi đang độ xanh tươi mờn mởn Cơn phẫn nộ vẫn thúc đẩy đôi chân của tôi tiến về phía trước, và cứ thế tôi mãi miết đi men theo con đường mòn, mãi cho đến khi trong lòng đã cảm thấy nguôi ngoai thì đôi chân mới chịu chậm lại vài giọt nước từ những tán lá trên cao bắt đầu rơi xuống. Không rõ là do mưa hay do nước từ hôm qua động lại trên kẻ lá. Giờ mới chịu buông mình để trở về với cội nguồn là các mạch nước ở dưới lòng đất sâu. Một cái cây mới đổ gần đây. Tôi biết nó mới đổ vì rêu vẫn chưa kịp phủ kín hoàn toàn. Nó đang tựa mình vào một trong những chị em khác mọc quanh nó, vô tình tạo thành một chiếc ghế kính gió mưa cho tôi có thể ngồi nghỉ chân trong chốc lát tôi khẽ khàng bước qua những cây dương sĩ ngồi lên chiếc ghế một cách thận trọng cố ý để cho cái đuôi ông mưa lót lên chỗ ngồi hơi âm ẩm để giữ khô được bộ y phục tôi đang mặc trên người và nhẹ nhàng ngả cái đầu đang rồi mũ trùm lên một thân cây gần đó thư giãn lẽ ra tôi không nên đến đây tôi biết thế nhưng mà liệu còn chỗ nào khác để mà đi nữa khu rừng xanh ngăn ngắt xanh đến nao lòng và giống hệt như khung cảnh trong giấc mơ đêm rồi của tôi. Vậy mà tôi đã chọn nó để làm nơi yên tĩnh cho tâm hồn. Giờ thì không còn tiếng nhòe nhòe của đôi chân khi bước đi trên đất nhão nữa. Tất cả đều chìm trong sự im lặng não nề. Ngay cả đến những con chim cũng thôi không còn hót, chỉ còn những giọt nước cứ rơi rơi. Vậy là mưa. Những cây dương sĩ quanh đây đều cao hơn tôi. Vậy là nghiễm nhiên tôi trở thành cái ghế bất đắc dĩ của chúng trên con đường mòn hình như có người. Người ấy chỉ cách tôi có một mét, nhưng có lẽ không hề biết có sự tồn tại của tôi trong khu rừng này. Ở đây giữa muôn trùng cây cỏ, tôi bỗng đâm tin vào những điều mà tôi cho là vô căn cứ. Những điều đã tạo nên nỗi bực dọc trong lòng của tôi và tôi còn rú rú ở trong nhà. Cả ngàn năm qua, cánh rừng vẫn còn đây. Trong cái không gian xanh thẳm, mịt mù hư ảo này, tất cả những huyền thoại, những truyền thuyết của trăm ngàn vùng đất khác nhau có vẻ đã trở thành sự thật. Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn khi tôi ở trong căn phòng ngủ. Tôi buộc mình phải tập trung vào hai vấn đề lớn nhất mà tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ để mà tiếp nhận. Thứ nhất, tôi phải quyết định xem điều chắc cô nói về gia đình của Kulen liệu có khả năng là sự thật hay không. Ngay lập tức trong đầu của tôi vang lên một câu trả lời rền rĩ. Không, thật là ngớ ngẩn và lố bịch thay cho những suy nghĩ lạ lùng kia. Nhưng như vậy thì tất cả chuyện này là như thế nào? Tôi tự hỏi mình, thật sự là không có một lời giải thích nào hợp lý đối với việc tôi đang còn có thể sống được mà ngồi thẫn thờ giữa chốn rừng thẳm như thế này. Tôi sắp xếp lại một cách có trật tự những gì mình đã tận mắt chứng kiến. Tốc độ và sức mạnh siêu phàm. Có nằm mơ cũng không thấy nổi màu mắt cứ liên tục đổi từ đen sang vàng rồi lại từ vàng sang đen một cách thất thường còn vẻ đẹp hoang dại nước da quá trắng và rất lạnh nữa ừm gì chứ những chi tiết dùng vặt từ đâu bỗng hiện về đầy bản danh sách những điều kỳ lạ mà tôi thu thập được vì sao không lúc nào thấy được họ đang ăn uống vì sao dáng đi của họ lại nhanh và mạnh mẽ đến như vậy còn cái lời nói của hắn ta nữa thỉnh thoảng lại lên bổng xuống trầm rất du dương. Cùng với cách diễn đạt kiểu cách thích hợp với thời đại của những quyển tiểu thuyết kinh điển hơn là cái lớp học ở thế kỷ 21. Hắn ta đã trốn học vào đúng cái ngày chúng tôi được kiểm tra nhóm máu. Hắn ta đã không từ chối chuyển ra biển cho tới lúc biết được là chúng tôi sẽ đi đâu. Ngoại trừ tôi ra, hắn ta có vẻ như đoán biết được suy nghĩ của tất cả những người xung quanh mình. Hắn ta còn nói với tôi rằng Hắn ta không phải là người đơn giản, rằng hắn ta rất nguy hiểm. Có lẽ nào gia đình của nhà lên chính là ma cà Ừm, họ hẳn phải có cái gì đó, mà cái gì đó phải là thứ không thể giải thích được bằng những lý lẽ thông thường. Là kẻ máu lạnh như lời của cô hay là người hùng trong lòng tôi, dù có là gì đi nữa thì Edward Cullen cũng không phải là người. Hắn ta phải phải là gì đó hơn thế nữa vậy là có thể như thế thật hẳn đây là câu trả lời tốt nhất rồi vậy thì đây là vấn đề quan trọng nhất nếu điều đó sự thật tôi sẽ phải làm gì nếu edward là rồng, khó khăn lắm tôi mới buộc mình phải dùng những từ này đối với edward thì tôi sẽ phải làm gì nếu là ai khác thì câu trả lời duy nhất của tôi sẽ là không bao giờ. Ôi, tôi không còn tin vào chính mình nữa. Liệu có ai khả dĩ cho tôi được lời khuyên không? Chỉ có hai cách xem ra là khôn ngoan nhất. Thứ nhất là cứ làm theo lời khuyên của chính hắn ta. Đừng có ngốc nghếch nữa, hãy tránh xa hắn ta. Càng xa càng tốt. Hãy quỷ bỏ dự định của cả hai, cứ làm theo kế hoạch của riêng mình là lờ phát hắn ta đi. Hãy làm như giữa mình và hắn ta luôn tồn tại một bức tường thủy tinh dày cọp. Hãy bảo với hắn ta là để cho mình yên và rằng đã đến lúc phải nên như thế. Nghĩ đến đây, bất giác tôi cảm thấy như mình đang bị rơi xuống một vực sâu của tất cả nỗi tuyệt vọng và đau khổ khôn cùng. Chẳng lẽ không có lối thoát nào sao? Và lý trí một lần nữa lại can thiệp, nó nhanh chóng phát thảo ra một dự định thứ hai mình chẳng phải là gì cả. Suy cho cùng, nếu hắn ta có là cái gì đó nguy hiểm thì đã chẳng ra tay cứu mình làm gì. Đúng như vậy, nếu như Edward không hành động kịp thời thì giờ đây trên cái trắng bùng của xe Tyler đã có nguyên một cái vết lõm in hình của mình rồi. Nhưng rồi, ngay lập tức, trong tôi lại có sự tranh cãi. Việc đã xảy ra đó là đơn thuần, chỉ là do những phản xạ của hắn ta mà thôi song nếu là kẻ có phản xạ cứu người khác thì hắn ta nguy hiểm ở mức độ nào tôi tự vấn lại mình và cứ thế đầu óc của tôi quay cuồng với những suy nghĩ không đâu vào đau, chẳng làm sao mà thoát ra được những cái dòng lẫn quẩn không có lối ra cuối cùng nếu có đang chắc chắn được một điều gì đó thì tôi chỉ có thể đảm bảo được một điều duy nhất mà thôi hình ảnh quét quơ trong giấc mơ đêm rồi chính là sự dội lại của nỗi sợ trước những gì mà chắc cô đã nói chứ không phải là tôi sợ chính bản thân của edward còn nỗi kinh hoàng của tôi trước sự tấn công của người sói hoàn toàn không phải vì tôi lo cho con sói đến độ phải bật ra những tiếng gào khản đặc không mà chính là vì tôi lo sợ cho edward sẽ bị thương ngay cả khi nghe tiếng hắn ta gọi tôi miệng của hắn để lộ ra những cái răng nanh sắc bén cũng là lúc tôi đang lo lắng cho hắn ta tôi hiểu mình đã có câu trả lời. Xong không biết mình phải làm sao. Lòng của tôi rối như tơ vò. Hiện tại tôi chỉ biết có mỗi một điều thôi. Mà dù tôi có biết thêm hai ba điều khác đi nữa thì cũng vậy thôi. Ấy là tôi sẽ chẳng làm gì được với cái sự thật phủ phàng và kinh khủng đó. Bởi lẽ khi nghĩ về Edward, nhớ lại giọng nói, ánh mắt sâu thẳm cùng tính cách có sức hút mãnh liệt của hắn ta, Tôi chẳng muốn gì khác ngoài việc được ở bên Edward ngay bây giờ. Ngay cả khi... Thôi, không được nghĩ đến điều ấy nữa. Không phải là ở đây, lúc một thân một mình trơ trọi giữa cánh rừng già đang càng lúc, càng tối sầm như thế này. Không phải là lúc mưa đang làm cho khu rừng trở nên mịt mờ như đang đứng giữa bóng chiều chạm vàng. Và nhất là tiếng mưa tí tách rơi như tiếng bước chân của ai trên nền đất ướt ác tôi chợt rùng mình đứng bật ngay dậy lỡ mưa mưa có thể sẽ xóa nhòa con đường mòn thì sao không con đường mòn vẫn còn kia nó vẫn bình an vô sự vẫn uốn lượn chỉ hướng cho tôi thoát khỏi cái mê cung xanh thẳm và sủng sỉnh nước này tôi lại hấp tấp bước đi trên con đường mòn cái mũ trùm đầu gần như bị kéo xệ xuống giữa mặt mặc kệ tôi cứ bước như lao chài qua các lùm cây trong lòng tự ngạc nhiên với chính mình là làm sao đã đi được vào rừng sâu đến thế. Đúng lúc tôi bắt đầu hoài nghi về hướng đi của mình, không biết là tôi đang đi trên đường về hay đang dấn sâu thêm vô rừng đây. Và trước khi tôi kịp lên cơn yếu bóng vía, mặt mày tái mét, tim đập liên hồi, thì tôi loáng thoáng nhận ra những khoảng rừng thưa qua các nhánh cành đan nhau. Trong không trung gian lên tiếng động cơ xe hơi phóng trên đường quốc lộ Thế rồi bãi cỏ trước nhà đột ngột trái dài ra trước mắt tôi. Tiếp liền theo đó là ngôi nhà cũng hiện ra rõ đến từng góc cạnh. Vậy là tôi sắp được tận hưởng bầu không khí khô ráo ấm áp rồi. vào đến nhà, tôi mới nhận thức được đang là giữa trưa. Tôi lên lầu thay quần áo, quyết định chọn quần jean và áo thun ngắn để mặc ở nhà. Vậy là bài tập hôm nay chẳng có kết quả gì mấy. Nhưng có hề gì Bài làm chuyên đề về mắt bè mãi đến thứ tư tuần sau mới phải nộp kia ba Tôi hí hoái xác lập dàn ý và hoàn toàn bằng lòng về nó. Trong lòng thanh thản hơn kể từ... Ừm, uhm, chính xác là kể từ trưa thứ năm. Tính cách của tôi là vậy đấy. Xưa nay, tôi vẫn luôn là kẻ thích làm theo ngẫu hứng. Cũng bởi cái tính ấy, nên khi buộc phải quyết định một điều gì, trong người của tôi lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, khổ sở và bực bội như bị lửa đốt thế mà mỗi khi quyết định xong, tôi lại nỗ lực bằng được để thực hiện. Và kết quả thường là cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, lân lân, bay bổng. Nhưng cuộc sống là thế. Thi thoảng, việc gì cũng có những ngoại lệ. Đó là khi nỗi nhẹ nhõm thanh thản đâu không thấy, chỉ thấy toàn một mối ê chề thất vọng, giống như cái quyết định đến sống còn ở cái thị trấn pho này vậy. Thế đấy, nhưng mà dù sao còn tốt hơn là cứ phải căng thẳng, suy đi tính lại với một lô một lóc những lựa chọn đầu đầu. Mà cái quyết định này của tôi thật chẳng ra làm sao cả, nó quái gỡ hết sức. Ngày hôm nay trôi qua một cách êm ả và hoàn toàn có lợi cho tôi. Tôi đã hoàn thành bài tập trước 8 giờ tối, còn bố thì về nhà với một mẹ cá to. Nhìn chiến công của bố, Tôi bất chợt nảy ra ý định là sẽ tìm mua bằng được một quyển sách dạy nấu ăn chuyên về cá khi đến Sitou vào tuần sau. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy lạnh cả xương sống. Tất nhiên là trước khi có cuộc đi dạo với Chuck Black, tôi cũng có cảm giác này mỗi khi nghĩ đến chuyến đi. Có điều tâm trạng lúc này nên khác đi mới phải. Tôi nên sợ. Tôi hiểu là mình cần phải sợ, nhưng mà sao tôi lại chẳng thấy sợ chút nào cả. Đêm ấy Tôi ngủ rất sai, không hề mộng mị gì. Có lẽ do từ sớm tinh mơ, tinh thần của tôi không được thoải mái. Còn đêm trước nữa, tôi đã chẳng được ngủ lấy một giấc cho ra hồn. Tôi choàng tỉnh giấc, đó là lần thứ hai trong suốt khoảng thời gian đến phò. Tia nắng mặt trời rực rỡ của một ngày đầy nắng rồi thẳng vào phòng tôi. Tôi quán quàng nhào đến bên cửa sổ. Bất ngờ trên nền trời chỉ có mỗi một đám mây. Điểm suyết xa xa là dài gần mây trắng mỏng manh, xốp nhẹ. Thế thì không thể mang mưa đến được rồi. Tôi hớn hở, mở tung cửa sổ để tận hưởng bầu không khí thoáng đẳng. Lại thêm một bất ngờ khác. Cánh cửa sổ nhẹ hẳn, chẳng hề có lấy một tiếng ken két nào, dù rằng hàng bao năm qua nó vẫn cứ đóng im ỉm. Tiết trời thật ấm áp dễ chịu. Máu trong người của tôi như được giải thoát khỏi sự kềm kẹp vô hình bấy lâu, đang chảy tuôn tràn trong các huyết mạch khi tôi bước xuống lầu bố đã ăn sáng xong bố nhìn tôi và lập tức nhận ra ngay nét mặt tươi vui của cô con gái một ngày đẹp trời để ra ngoài đấy con nha bố lên tiếng dạ tôi đồng ý với một nụ cười nở rộng bố cũng mỉm cười đôi mắt nâu nheo lại hằng đầy vết chân chim chỉ khi trông thấy bố cười như vậy tôi mới hiểu hơn về cái lý do khiến mẹ và bố đã quyết định tiến tới hôn nhân một cách chống vánh còn hơn bị bạo cuốn những nét trẻ trung lãng mạn hồi đó của bố đã nhạt nhòa từ trước khi tôi biết đến bố khi mái tóc xoăn nâu tuy không mềm như tóc của tôi nhưng cũng cùng màu đã trở nên thưa dần từ từ để lộ làn da sáng bóng ở trước trán tuy thế khi ngắm bố cười tôi cũng loáng thoáng nhận ra được phần nào hình ảnh người đàn ông đã cửa mất trái tim của mẹ và cùng mẹ cao chạy xa bay khi mẹ lúc đó mới chỉ hơn tôi bây giờ có hai tuổi. Tôi vui vẻ ăn sáng, mắt không thôi ngắm nhìn những luồng bụi lăn tăng chuyển động trong tia nắng mặt trời rồi qua cửa sổ. Có tiếng bố chào tạm biệt cất lên ở ngoài cửa cùng lúc với tiếng động cơ xe tuần tra càng lúc càng xa dần. Tôi trùng trình bước ra cửa, tay để hờ lên chiếc áo đi mưa. Thôi, tốt nhất là cứ nên mang cả nó theo thở dài tôi cuộn cái áo mưa trong tay rồi hân hoan hòa mình vào những tia nắng rực rỡ nhất trong mấy tháng qua chỉ cần quệt một dệt mở bò thôi là tôi có thể dễ dàng hạ được tất cả các ô cửa kính trong chiếc xe tải tôi là một trong những học sinh đến trường sớm nhất thậm chí tôi chẳng cần kiểm tra đồng hồ khi bước ra ngoài cơ đấy đậu xe xong tôi lò dò tiến đến chỗ mấy chiếc ghế dài hiếm khi có người sử dụng ghế vẫn còn hơi âm ẩm Thế nên tôi cẩn thận ngồi lên chiếc áo mưa, cảm thấy vui vui khi đã quyết định mang nó theo. Bài tập về nhà của tôi cuối cùng đã hoàn tất, là sản phẩm của một đời sống xã hội tẻ nhạt. Tuy nhiên, có vài bài lượng giác khá học búa, tôi không chắc là mình có thể làm đúng hay không. Rồi giống như một học trò hiếu học, tôi rút quyển sách ra để kiểm tra bài đầu tiên. Được nửa chừng, tôi bắt đầu mơ mơ màng màng thẫn thờ ngắm nhìn những tia nắng lấp loáng trên những tán cây vỏ đỏ và lơ đễnh hí họa trên mép giấy làm bài tập về nhà vài phút sau tôi thất thần nhận ra là tôi vừa vẽ xong năm cặp mắt đen đang trừng trừng nhìn xoáy vào tôi trên tờ giấy hoảng hốt tôi lấy gom để xóa hết chúng đi bèo la có tiếng ai đó gọi tôi hình như là tiếng của mai thì phải tôi ngước mặt lên nhìn quanh quất thì ra trong lúc tôi ngồi đây, trường học đã bắt đầu đông học sinh rồi. Vậy mà tôi chẳng hay biết gì cả. Thật là đáng trí hết chỗ nói. Giữa tiết trời không quá 15 độ này, học sinh nào cũng trồng vào người chiếc áo thun ngắn tay. Một vài người còn diện luôn cả quần sọt đến lớp nữa. Trong đó có Mai. Anh chàng mặc quần sọt kaki và chiếc áo sọc vẫn mặc để chơi bóng bầu dục đang tiến đến chỗ tôi. À, Mai! Tôi cũng lên tiếng rồi vẫy tay đáp lại. Làm sao có thể không nhiệt tình vui vẻ trong một buổi sáng đẹp trời như thế này được. Mai bước đến ngồi ngay bên cạnh tôi. Những lọn tóc chảy theo nếp đau vào đáy của anh ta lấp lánh ánh vàng dưới nắng. Còn nụ cười thì nở ra đến tận mang tay. Trong Mai có vẻ vui khi nhìn thấy tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy hơi ngại ngại nhưng trong lòng lại rất mãn nguyện. Trước đây mình đã không chú ý. Tóc cậu có hơi que que đỏ đấy. Mai nhận xét rồi khẽ mơn nhẹ tóc tôi. Những lọn tóc trở nên dao động nhưng rất khẽ, tựa như một làn gió mát thổi thoáng qua vậy. Do nắng đấy. Rồi tôi chợt cảm thấy khó chịu khi Mai tỏ ra bạo dạng dán một lọn tóc ra phía sau tai tôi. Một ngày đẹp trời, phải không? Ừm, mình cũng mong chờ một ngày như thế này tôi đồng ý hôm qua em a à, uh, cậu làm gì giọng của mai bỗng chuyển sang âm điệu của một người có chút quyền hạn nào đó mình tập trung hầu hết thời gian cho bài tiểu luận tôi không muốn nói thêm rằng mình đã hoàn thành xong tự mãn vốn là một tính xấu mai gõ gõ vào trán vài cái rồi kêu lên À, đúng rồi thứ năm là ngày nộp bài phải không uhm mình nhớ là thứ tư thì phải. Thứ tư à? Mày thoáng cao mày. Thôi rồi, thế cậu viết gì vậy? Phải chăng cách xử lý của các nhân vật nữ của Shakespeare cho thấy ông là một người ghét phụ nữ? Mai chăm chăm nhìn tôi như thế, tôi vừa mới thốt ra một thứ tiếng khó hiểu nào đấy. Chắc tối nay mình phải thức mà làm thôi. Mai trả lời kèm theo một tiếng thở dài thường thường mình tính mời cậu ra ngoài nếu cậu muốn. Tôi bắt đầu dè dặt. Sao tôi không thể tự nhiên nói chuyện vui vẻ với Mai mà cứ phải lúng túng ngượng nghịu như thế này nhỉ? À, hai đứa mình có thể đi ăn tối nay hay là gì đấy? Rồi mình về làm bài sao, nha? Mai mỉm cười nhìn tôi, hy vọng. Mai à, trời ơi, tôi ghét phải làm người khác thất vọng quá. Mình không nghĩ điều đó là nên đâu. Mặt của Mai xịu xuống. Sao vậy? Anh ta ấp úng, ánh mắt đầy sự dè chừng. Bất giác tôi nghĩ đến Edward. Không rõ Mai có nghĩ là Edward mà tôi từ chối lời mời của anh ta không nhỉ? Mình nghĩ là... Ừ, cậu mà lặp lại điều mình sắp nói ra đây là sẽ chết với mình đấy nha. Tôi cảnh báo rồi tiếp tục nói mình nghĩ là điều đó sẽ khiến cho jessica bị tổn thương mai trở nên bối rối rõ ràng là anh bạn của tôi không mãi mai ngờ tới cái lý do này jessica thật đấy mai à bộ cậu không biết sao ôi trời anh chàng không giấu được nỗi lúng túng và có thể thấy rõ là đang sửng sốt tột độ đây chính là thời cơ thuận lợi để tôi có thể đào tẩu một cách an toàn tới giờ đến lớp rồi mình không muốn bị trễ nữa nói xong tôi thu dọn sách vở cho hết vào túi